lực lượng diễu binh diễu hành và báo cáo kết quả huấn luyện. Chuẩn bị. Kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu hướng lên màn hình phía bên phải khán đài quan sát 1.000 cán bộ chiến sĩ xếp hình tạo thành quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam anh hùng, là sự chiến đấu hy sinh của đồng bào chiến sĩ cả nước vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của dân tộc. Trong lễ kỷ niệm hôm nay, các đồng chí sẽ được quan sát khối xếp hình, thay đổi các khẩu hiệu, thể hiện xuyên suốt quá trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động. Cuộc diễu binh, diễu hành, bắt đầu! Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, lực lượng cảnh sát cơ động ra đời năm 1974 trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang ở giai đoạn quyết liệt, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an thường xuyên quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, lực lượng cảnh sát cơ động đang lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức, tên gọi, thiên hiệu khác nhau, song lực lượng cảnh sát cơ động luôn chăm lo xây dựng, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng. Với những thành tích vẻ vang, lực lượng cảnh sát cơ động được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Và hôm nay, trong không khí hân hoan chào mừng 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay với khí thế hào hùng thể hiện niềm vinh dự, tự hào, lớn mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động. Kính thưa toàn thể các đồng chí, đang tiến qua lễ đài là khối rước quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được khơi nguồn từ lịch sử vẻ vang của dân tộc, tỏa sáng mãi đến mai sau. Lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng nguyện ra sức bảo vệ độc lập, tự do để lá cờ đỏ sao vàng mãi tung bay trên bầu trời thân yêu của Tổ quốc. Khối rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàng kính yêu đang tiến qua lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi tỏa sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam. Lực lượng cảnh sát cơ động nguyện suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Đang tiến qua lễ đài là khối rước biểu tượng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 50 năm qua, cùng với lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Ghi nhận những chiến công thành tích đạt được, ngày 7 tháng 2 năm 2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ hai phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chào mừng khối rước biểu tượng 50 năm truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động đang tiến qua lễ đài. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng cảnh sát cơ động đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các ủy chính quyền các cấp nhiều
nhiều chủ trương, biện pháp chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đang tiến qua lễ đài là xe chỉ huy lực lượng cảnh sát cơ động và xe tổ công tác kỳ do đồng chí thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh cảnh sát cơ động chỉ huy. Lá cờ mang dòng chữ bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn những tấm huân chương lấp lánh được Đảng và Nhà nước trao tặng. Phát huy truyền thống trung thành với Đảng, đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, chính quy, tinh nhuệ, lực lượng cảnh sát cơ động nguyện một lòng sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin chào mừng khối quân nhạc. 50 năm qua, những âm thanh hùng tráng của quân nhạc vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ thôi thúc cán bộ chiến sĩ, những trái tim yêu nước kết thành một khối, vững bước tiến lên, chiến đấu và chiến thắng. Nhiều chương trình nghệ thuật đã được các nghệ sĩ, chiến sĩ đầu tư công phu, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, để lại hình ảnh tốt đẹp về lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng. Xin kính mời các đồng chí hướng lên màn hình quan sát 1.000 cán bộ chiến sĩ xếp thành hình lá cờ Đảng. Đảng ta đó trong tay miền Bắc, Đảng ta đây xương sắc da đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin. Trong khối sĩ quan đại diện cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ khối cơ quan Bộ Tư lệnh luôn gương mẫu ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Những tham mưu, đề xuất chiến lược của các sĩ quan ưu tú đã kịp thời giúp lãnh đạo Bộ Tư lệnh chỉ đạo, điều hành thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao đối với hệ lực lượng cảnh sát cơ động từ trung ương đến địa phương. Đang tiến qua lễ đài, cán bộ chiến sĩ đại diện trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp. Những năm qua, các trung tâm đã tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sĩ, huấn luyện đầu khóa cho hàng chục nghìn học viên các học viện, trường công an nhân dân và huấn luyện tân binh của công an các đơn vị địa phương. Hợp tác, đào tạo giúp nước bạn Lào, Campuchia hàng trăm cán bộ huấn luyện và động vật nghiệp vụ, góp phần thắt chặt tình hữu nghị của các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đang tiến tới đây này là khối sĩ quan trung đoàn không quân công an nhân dân, với nhiệm vụ trực tiếp tham mưu giúp Tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý, điều hành hoạt động bay, phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn không quân đang ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng tiếp nhận và làm chủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, quyết tâm xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chào mừng với cán bộ chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu đang tiến qua lễ đài. 50 năm qua, các đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, các hội nghị quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam như APEC, ASEAN, ASEAN, các chuyến hàng đặc biệt, góp phần cùng lực lượng cảnh sát cơ động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin kính mời các đồng chí quan sát 1.000 cán bộ xếp dòng chữ cảnh sát cơ động, lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đang tiến qua lễ đài, các nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm với chức năng thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm như khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin. Từ ngày thành lập đến nay, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Trong đó, đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xin chào mừng
khối, nữ chiến sĩ cảnh sát biển đang vượt qua lên, vượt qua những khó khăn bất ngờ về giới tính. Những nữ đặc nhiệm luôn nỗ lực thâm tụ, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là những bông hồng kép tinh cường, mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân. Phát huy truyền thống, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, những nữ cảnh sát đặc nhiệm đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng tác chiến, sẵn sàng trên tuyến đầu tham gia đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Có trình độ chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ, võ thuật, kỹ chiến thuật tác chiến chống khủng bố. Đây là nguồn cán bộ có chất lượng cao, bổ sung cho các đoàn cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh và Công an địa phương. Chào mừng nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động. Trong chặng đường các nữ chiến sĩ luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động. Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, các nữ chiến sĩ vừa không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, vừa chăm lo xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Dòng chữ trung thành với Đảng được 1.000 cán bộ chiến sĩ xếp hàng đang hiện trên màn hình. Trung thành với Đảng là truyền thống tốt đẹp, là ý chí của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng. Đảng hiện có lẽ này là khối cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, đơn vị có nhiệm vụ sử dụng biện pháp vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham gia cứu nạn cứu hộ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đơn vị đã trực tiếp tham gia truy quét phun rô, phối hợp giải quyết các vụ biểu tình bạo loạn vào năm 2001-2004, phối hợp với công an các đơn vị địa phương truy bắt nhanh các đối tượng trong vụ khủng bố tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk. Ghi nhận những thành tích xuất sắc, trung đoàn vinh dự chủ tịch danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến qua lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, đơn vị có chức năng tác chiến đặc biệt trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ, phải thường xuyên huấn luyện chiến đấu chủ yếu trên sông nước, điều kiện tác chiến gặp không ít khó khăn vất vả, song cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể cá nhân được Đảng, Nhà nước, cơ quan địa phương tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba. Chào mừng khối cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, với nhiệm vụ được giao phụ trách các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đơn vị luôn chủ động nắm chắc địa bàn, xây dựng và luyện tập các phương án tác chiến, trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự như vụ gây rối an ninh trật tự tại Hà Tĩnh năm 2016, phối hợp đấu tranh triệt phá hàng trăm chuyên án lớn, tham gia cứu nạn khắc phục hậu quả do các trận lũ lịch sử gây ra tại miền Trung. Ghi nhận những chiến công thành tích đạt được, nhiều tập thể cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đang tiến qua lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc và trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Bắc, được phân công đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc, nơi có vị trí chiến lược xung yếu, có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, nơi các thế lực thù địch, bọn tội phạm thường lợi dụng để chống phá và thực hiện hành vi phạm tội. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nổi bật là trực tiếp đấu tranh trấn áp vụ tập trung đông người gây rối an ninh trật tự tại huyện Lâm Phương Quốc năm 2011, chuyên án ma túy tại Sơn La, vân vân. Chào mừng khối cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và trung đoàn cảnh sát cơ động Trung Bộ, được phân công phụ trách các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ các trung đoàn đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc
việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh chuyên án, bảo vệ các sự kiện quan trọng, tham gia cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Kính thưa các đồng chí, trước mắt các đồng chí, 1000 cán bộ chiến sĩ xếp dòng đường, đoàn kết kỷ cương. Đoàn kết kỷ cương là một trong những phẩm chất tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng cảnh sát cơ động. Chào mừng khối cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh được giao phụ trách khu vực trọng điểm kinh tế Việt Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hai đơn vị đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tham gia các chuyên án đấu tranh chống buôn lậu, khai thác tài nguyên trái phép, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư trên địa bàn. Trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, các trung đoàn tiên phong trên chuyến tàu khoanh vùng dập dịch, cung cấp nhu yếu phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, tinh thần vững chắc cho nhân dân. Đang tiến qua lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, đơn vị tác chiến đặc biệt được phân công đảm bảo an ninh trật tự tại thủ đô Hà Nội và 8 tỉnh lân cận, đóng quân trên địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Đơn vị đã trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cuộc viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp như vụ gây rối an ninh trật tự tại Thái Bình, Nam Định, Đồng Tâm, tham gia đấu tranh triệt phá thành công hàng trăm chuyên án lớn, gặp nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vinh dự đại diện cho Cảnh sát cơ động Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia lễ kỷ niệm. Với nhiệm vụ được giao, các đơn vị luôn làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tổ chức ứng trực, tuần tra kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng, tham gia cứu nạn, cứu hộ, phối hợp đấu tranh chuyên án và giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Với những thành tích nổi bật, nhiều đơn vị đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng nhiều huân huy chương. Đang tiến qua lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Chiến đấu Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân, đại diện cho gần 50.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các học viện, trường Công an Nhân dân và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia lễ kỷ niệm hôm nay. Cán bộ chiến sĩ đang ra sức phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn cơ sở theo phương châm vụ tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Kính mời các đồng chí quan sát trên màn hình 1000 cán bộ chiến sĩ xếp dòng kỳ, dũng cảm kiên cường. Dũng cảm kiên cường cũng là một trong những phẩm chất tốt đẹp của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động. Đang tiến qua lễ đài là khối học viên chiến sĩ mới, đại diện cho hơn 20.000 học viên các học viện trường Công an Nhân dân và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân đang huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đây là những thanh niên đầy nhiệt huyết, tuổi đời còn rất trẻ, vừa rời ghế nhà trường phổ thông, bước đầu làm quen với môi trường quân ngũ. Nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, các đồng chí học viên chiến sĩ mới luôn đoàn kết thân ái, ra sức phấn đấu học tập, nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. Xin chào mừng khối Cảnh sát cơ động kỵ binh đang tiến qua lễ đài. Đơn vị có chức năng huấn luyện sử dụng ngựa nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Trước mắt các đồng chí là giống ngựa có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp, có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn. Đặc biệt hiệu quả tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình phức tạp, không thể cơ động bằng phương tiện ô tô, xe máy, phương tiện đặc dụng, góp phần giúp lực lượng cảnh sát cơ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chào mừng hai khối cùng kỳ, những lá cờ hồng tươi thắm rực rỡ thể hiện niềm kiêu hãnh tự hào dân tộc, được những đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ lực lượng cảnh sát cơ động dâng cao để tiến qua lễ đài với khát vọng, tinh thần xung kích,
tình nguyện, lòng nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, các cán bộ chiến sĩ đang ra sức học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lớp lớp thế hệ đi trước, thi đua lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam anh hùng. Kính thưa các đồng chí, dân chủ chính quy tinh nhuệ, vừa được 1.000 cán bộ chiến sĩ xếp thành đang hiện trên màn hình. Chính quy tinh nhuệ là mục tiêu phấn đấu của toàn lực lượng cảnh sát cơ động với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động được xác định là một trong 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Tiếp theo chương trình, kính mời các đồng chí theo dõi nội dung diễu hành phương tiện của lực lượng cảnh sát cơ động. Dẫn đầu đội hình phương tiện diễu hành đang tiến qua lễ đài là khối xe mô tô đặc chủng có dung tích xi lanh lớn, tốc độ cao, được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và ra quân thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, xe còn được sử dụng để phục vụ đón dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Xe có nhiều tính năng an toàn giúp cán bộ chiến sĩ tự tin, chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đang tiến qua lễ đài là khối xe chỉ huy được trang bị cho lãnh đạo chỉ huy lực lượng cảnh sát cơ động. Đây là các phương tiện hiện đại được trang bị động cơ mạnh mẽ, có khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy điều hành, phối hợp tác chiến của lực lượng cảnh sát cơ động. Thân và kính xe có thể chống được các loại đạn súng trung liên ở cự ly 100m. Gầm xe vẫn an toàn khi gặp các sự cố. Các xe chỉ huy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo là khối xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động, xe chỉ huy thông tin, xe phá sóng. Xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động được sử dụng để kết nối truyền thông tin, hình ảnh hoặc tổ chức hội nghị truyền hình với trung tâm chỉ huy, cung cấp diễn biến trực tiếp tại hiện trường, hỗ trợ công tác chỉ đạo chỉ huy tác chiến từ xa rất hiệu quả. Xe chỉ huy thông tin được trang bị hệ thống trạm chuyển tiếp tín hiệu tăng phạm vi liên lạc. Xe phá sóng có khả năng chế áp sóng vô tuyến, vô hiệu hóa các thiết bị thông tin liên lạc của các đối tượng phạm tội. Đang tiến qua lễ đài là khối xe bọc thép chống đạn. Đi đầu là các xe RAM 2000. Thân và hai bên sườn xe có các giá để lắp các loại hỏa lực mạnh, phục vụ công tác đấu tranh với các đối tượng khủng bố sử dụng vũ khí nóng. Tiếp theo là các xe S5, xe được trang bị hệ thống camera quan sát từ bên trong. Trên xe có các giá để lắp súng, ống phóng lựu đạn khói được bố trí phía trước và hai bên thành xe, có khả năng kháng được các loại mìn có sức công phá lớn. Đây là các loại xe đặc chủng trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động cao, khả năng vượt chướng ngại vật. Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp sự cố. Mỗi xe có khả năng chở kíp chiến đấu từ 8 đến 10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn công tác chỉ huy điều hành tác chiến. Đang tiến qua lễ đài là khối phương tiện hỗ trợ tác chiến, trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm gồm xe tác chiến cứu hộ đa năng, được thiết kế đặc biệt để thực hiện chức năng nâng kéo xe vượt chướng ngại vật, phục vụ công tác chiến đấu và cứu hộ cứu nạn rất hiệu quả. Xe phóng thang có tầm vươn xa giúp cán bộ chiến sĩ nhanh chóng, bí mật xâm nhập vào các vị trí trên cao. Xe có bệ ngắm để bắn tỉa hoặc quan sát mục tiêu tác chiến. Xe soi chiếu hành lý được trang bị máy soi chiếu để phát hiện các loại vũ khí, mìn, chất lỏng, phục vụ kiểm soát an ninh, an toàn tại các hội nghị, sự kiện theo quy định. Xe tác chiến xử lý bom vật liệu nổ được trang bị thùng chứa có thể chịu được sức ép của lượng lớn thuốc nổ TNT, thiết bị chống kích nổ bom điều khiển từ xa và robot gắp di chuyển bom mìn. Xuồng cao tốc có thể chở kíp chiến đấu từ 6 đến 8 chiến sĩ, được trang bị quần áo lặn liền thân, bộ thiết bị thở, cho phép thở trong 120 phút ở độ sâu 20m. Xuồng có khả năng tăng tốc nhanh, mạnh, linh hoạt, giúp cán bộ chiến sĩ kịp thời truy đuổi, trấn áp tội phạm trên sông nước, đồng thời hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đang tiến qua lễ đài là khối xe phun nước chống bạo loạn và xe tiếp nước. Xe phun nước chống bạo loạn là loại xe chuyên dùng, được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại, gồm các vòi phun nước áp lực lớn để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả. Xe được tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng, có hệ thống camera bố trí phía trước, phía sau, trên nóc xe, giúp cán bộ chiến sĩ dễ dàng quan sát. Xe ô tô tiếp nước
được thiết kế nhỏ gọn, khả năng cơ động nhanh với tét nước có sức chứa lên đến 9.000 lít, chuyên dùng để phục vụ tiếp nước, hiệp đồng tác chiến cùng xe phun nước chống bạo loạn. Ngoài ra, còn được sử dụng để cung cấp nước sạch cho cán bộ chiến sĩ khi các đơn vị công tác chiến đấu ở nơi khan hiếm nguồn nước sạch. Đăng tín của lễ đài là khối xe thiết lập rào chắn barrier, xe kéo toàn dải dây thép gai. Xe thiết lập rào chắn barrier được sử dụng để cơ động thiết lập hệ thống rào chắn barrier bằng khung thép và lưới kim loại, giúp nhanh chóng ngăn chặn đám đông, phương tiện xâm nhập và các hoạt động bạo loạn, khủng bố. Toa xe rải dây thép gai được thiết kế 3 vòng dây thép gai sắc nhọn với 2 vòng dưới, 1 vòng trên, tạo thành hình tam giác có chiều cao 1,7m. Mỗi toa xe có khả năng thu rải tự động từ 150 đến 200m, tạo thành hàng rào thép gai sắc nhọn, ngăn cách, cô lập, không cho những phần tử gây rối tiến vào khu vực cấm, khu vực hội họp quan trọng. Tiếp theo, khối xe trung đội chở quân đang tiến qua lễ đài. Đây là loại xe được trang bị cho các lực lượng chiến đấu trong toàn quốc, có khả năng cơ động nhanh trên nhiều loại địa hình, điều kiện thời tiết khác nhau. Ngoài nhiệm vụ chở quân phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu, xe có khả năng vận chuyển lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn, hành quân dã ngoại. Xe có thể chở tối đa 25 cán bộ chiến sĩ cùng các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ kèm theo. Tiếp theo là đội hình xe chở cán bộ huấn luyện và chở chó nghiệp vụ. Chó nghiệp vụ để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác đấu tranh chuyên án. Đang tiến qua lễ đài là khối xe hậu cần. Đi đầu đội hình là các xe hậu cần nấu ăn cơ động. Xe được lắp đặt bếp ga công nghiệp, tủ bảo quản lương thực, thực phẩm, bàn chế biến thức ăn và các thiết bị dụng cụ hậu cần khác. Mỗi xe có thể đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ cho 100 cán bộ chiến sĩ trong một lần nấu khi ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo là các xe chở vũ khí, lương thực, thực phẩm. Xe có tải trọng lớn, động cơ mạnh mẽ, thùng xe được thiết kế dạng kín, có thể lắp đặt hệ thống giá kệ, hệ thống thông gió để vận chuyển, bảo quản các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, lương thực, thực phẩm, phục vụ công tác hành quân dã ngoại và tham gia tác chiến dài ngày. Cuối cùng đội hình là xe phục vụ y tế với các xe cứu thương, xe khám chữa bệnh và xe chụp X-quang lưu động. Xe cứu thương được trang bị cho lực lượng y tế với khả năng cơ động nhanh, trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng, bảo đảm kịp thời sơ cấp cứu, vận chuyển cán bộ chiến sĩ bị thương, bị bệnh nhanh chóng, thuận tiện trong quá trình công tác, huấn luyện, hành quân dã ngoại cũng như trong chiến đấu. Xe khám chữa bệnh lưu động và xe chụp X-quang được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết, phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo quân số ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu theo dõi nội dung đồng diễn võ thuật khí công công phá do cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện. Kính thưa các đồng chí, những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp, liều lĩnh, manh động, đặc biệt là các loại tội phạm có tính chất xã hội đen, hình sự, ma túy, khủng bố, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật,
đặc biệt là trình độ võ thuật, kỹ chiến thuật. Qua thực tiễn công tác, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang nghiên cứu xây dựng, huấn luyện các bài quyền gồm bài quyền tay không 58 động tác giúp cán bộ chiến sĩ kết hợp linh hoạt tay chân, kỹ thuật khống chế đối tượng ở cự ly gần cũng như trong không gian hẹp. Ngoài ra, các động tác còn thể hiện sự quyền chuyển, sức mạnh vượt trội của cán bộ chiến sĩ qua các đòn thế. Bài quyền giao găm 63 động tác, bài quyền dây lưng 46 động tác giúp cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo linh hoạt các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, các vật dụng thô sơ trong chiến đấu. Bài quyền bao gồm các kỹ thuật triệt phá, phản xạ phòng thủ, thể hiện sự tự tin trong xử lý các tình huống bất ngờ, đánh bắt và phóng chế các đoàn tấn công của đối tượng. Sau đây, xin kính mời các đồng chí quan sát màn đồng diễn những động tác chọn lọc tiêu biểu thể hiện sự nhanh, mạnh, bất ngờ, hiệu quả của các bài quyền do 500 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thực hiện. Hey!
đồng chí. Dùi cui, lá chắn là những công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động nhằm ngăn chặn và chấn áp các đối tượng phạm tội có hành vi bạo loạn, gây rối an ninh trật tự. Kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả dùi cui, lá chắn là một trong những yêu cầu bắt buộc và cơ bản nhất của mỗi cán bộ chiến sĩ, vừa nhằm nâng cao kỹ chiến thuật, vừa giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện, nâng cấp bản lĩnh, ý chí vượt qua khó khăn thử thách trong huấn luyện và chiến đấu. Các đồng chí quan sát 500 cán bộ chiến sĩ xếp dòng chữ 50 năm cảnh sát cơ động. Dòng chữ thể hiện cho sự kết tinh giữa ý chí và hành động, sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động anh hùng. Sau đây, xin kính mời các đồng chí theo dõi bài quyền dùi cui lá chắn 33 động tác do 500 cán bộ chiến sĩ thực hiện. Các đồng chí đang quan sát phía trước đội hình là 3 tổ thực hiện các động tác đánh phân thế, phía dưới khối 500 cán bộ chiến sĩ thể hiện rõ nét nhất những kỹ thuật của bài quyền. Để thành thạo bài quyền dùi cui lá chắn, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ, vừa rèn luyện nâng cao chiến thuật, đồng thời cũng phải gia tăng thể lực. Luyện tập bài quyền giúp cán bộ chiến sĩ tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, kính thưa các đồng chí. Cảnh sát đặc nhiệm là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lực lượng mũi nhọn của Công an nhân dân Việt Nam trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, chấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt các con tin và phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Để chủ động trong mọi tình huống tác chiến, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thường xuyên xây dựng và thực hành các tình huống giả định sát với thực tế chiến đấu. Thông qua các bài tập kỹ chiến thuật, khắc phục vật cản, tiếp cận mục tiêu, kỹ thuật đánh thắng trực diện hay bí mật bất ngờ đột kích trên không, trên nhà cao tầng, trên các phương tiện giao thông,
Bản lĩnh, ý chí của người lính đặc nhiệm đã không ngừng được tôi luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu theo dõi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện một số nội dung võ thuật, khí công, công phá. Các đồng chí đang quan sát 100 cán bộ chiến sĩ thực hiện nội dung kéo thanh lửa. Bài tập này rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ sự tự tin, nhanh nhẹn, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chỉ quan sát cán bộ chiến sĩ thực hiện các kỹ thuật tấn công bằng chân. Để có thể thực hiện thuần thục các động tác kỹ thuật tấn công bằng chân, cán bộ chiến sĩ phải trải qua quá trình dày công luyện tập từ cơ bản đến nâng cao. Kính mời các đồng chí quan sát cán bộ chiến sĩ thực hiện các kỹ thuật bật Santo, sau đó bay người trên không, dùng chân liên tiếp công phá các mục tiêu với nhiều độ cao khác nhau, cách mặt đất trên 3 mét. Để tập luyện nội dung này, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải không ngừng rèn luyện để có nền tảng thể lực tốt, cơ thể dẻo dai, linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay, cũng như ý chí kiên cường, không ngại khó khăn, gian khổ. Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí quan sát các tình huống đánh đối kháng có sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và cường công công phá các mục tiêu có phản đòn. Kính thưa các đồng chí, trong quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm và rất manh động. Nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện, khả năng xử lý tình huống cùng với các động tác võ thuật mạnh mẽ chính xác, các chiến sĩ đã ra các đòn tấn công hiểm hóc, nhanh chóng khống chế các đối tượng, thu hồi vũ khí, bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Ngay sau đây, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham quan một số nội dung khí công, công phá. Xin kính mời các đồng chí quan sát cán bộ chiến sĩ dùng tay công phá chồng ngói, chặt gạch và chặt dừa. Đây là nội dung thể hiện sức mạnh của đôi tay mà người chiến sĩ đã khổ công tập luyện. Đôi tay chắc khỏe là yếu tố quan trọng trong quá trình đánh bắt tội phạm. Tiếp theo, xin mời các đồng chí quan sát cán bộ chiến sĩ đặt đá
lên hai ống chân, dùng búa công phá và dùng chân đá cong ống tiếp sắt. Để tập luyện các nội dung này, yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên tập luyện ở cường độ cao với các điều kiện môi trường khác nhau để điều chỉnh toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, chịu sức công phá và đá cong ống tiếp sắt. Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí theo dõi nội dung đập lốp xe lên bụng, nằm trên thanh đao, kiếm, bằng trông và công phá đá trên bụng. Đây là nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh, ý chí kiên cường, quá trình rèn luyện công phu để phần da bụng và lưng trở nên dẻo dai săn chắc, đồng thời kết hợp sự gồng cứng của gân cốt để chịu sự công phá của tảng đá nặng hàng trăm kg lên phần bụng cùng lực tác động rất lớn vào cơ thể mà không bị tổn thương. Nội dung này rất nguy hiểm nhưng có tính ứng dụng cao trong thực tế chiến đấu, giúp cán bộ chiến sĩ tự tin đối mặt với các đối tượng phạm tội nguy hiểm. Nội dung đặt thanh sắt phi 20 vào yết hầu đẩy xe ô tô, dùng hàm răng kéo xe ô tô, nữ chiến sĩ kề thanh đao vào cổ kéo xe ô tô và dùng dây kéo xe F5 chống đạn. Đây là các nội dung rất khó, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện với phương pháp đặc biệt để có bản lĩnh và ý chí kiên cường, nền tảng thể lực tốt, kết hợp giữa vận công điều khí, tập trung sức mạnh vào các vị trí xung yếu trên cơ thể để thực hiện các màn biểu diễn công phu. Xin kính mời các đồng chí quan sát, với trọng lượng của những chiếc xe là trên 3 tấn cùng nhiều cán bộ chiến sĩ trên xe và xe đặc chủng S5 nặng trên 15 tấn. Vì vậy, để tạo ra tốc ban đầu cho những chiếc xe này di chuyển phải cần một lực tác động rất lớn. Đây là những màn biểu diễn thể hiện khả năng phi thường, vượt qua mọi giới hạn vật lý và tinh thần. Cán bộ chiến sĩ tập luyện khí công hoàn toàn có thể thực hiện những điều tưởng chừng như không thể. Kính thưa các đồng chí, có thể nói, trên mỗi tấc đất thao trường và trên mỗi chặng đường lịch sử đều thấm đẫm mồ hôi và cả máu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an. Để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, đã không quản hy sinh gian khổ, không tiếc mồ hôi xương máu ngày đêm trên mọi nẻo đường để thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi. Chỉ biết còn đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, những người trung thành nhất trong những người trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, nội dung báo cáo kết quả huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi và cổ vũ của các đồng chí. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Các lực lượng, chú ý! Đi đâu? Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ.